Hi và xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mê Thủ Thuật của mình nha. Và mình là Cường đây. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để có thể tạo ra một đoạn video intro cho kênh YouTube của các bạn online trực tiếp trên điện thoại nha. Thì nếu như các bạn đã biết cách tạo rồi thì các bạn có thể xem video của mình để tham khảo thêm một cách mới nữa nha. Thế đây các bạn có thể là tạo ra đoạn video intro hoàn toàn miễn phí mà vừa miễn phí mà các bạn có thể là vừa online nữa, các bạn không cần phải sử dụng bất cứ một cái phần mềm nào. Đó. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha, bắt đầu thôi. Thì để tạo ra một cái đoạn intro cho kênh YouTube của các bạn á, hoặc là cái đoạn intro giới thiệu thương hiệu của các bạn, thì các bạn có thể là lên một cái trình duyệt web. Đây, ở đây mình sẽ lên Chrome, xong rồi các bạn hãy tìm đến cái trang này cho mình mang tên là ClickPress đó. Ở đây nó sẽ có cái trang này nè, ClickPress.com đó, thì các bạn hãy vào cái trang này cho mình. Và khi các bạn đã vào được cái trang này rồi. Và khi các bạn đã vào được cái trang này rồi thì bước đầu tiên là các bạn hãy tích chọn vào cái mục là Get Start for Free để có thể sử dụng miễn phí. Thì tại đây nó yêu cầu các bạn là cần phải đăng nhập tài khoản vào. Nếu như các bạn chưa có tài khoản để đăng nhập thì các bạn có thể tạo một tài khoản. Có hai cách đăng nhập cho các bạn, đó chính là các bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail của các bạn để đăng nhập luôn, hoặc là các bạn có thể tự tạo tài khoản. Các bạn nhập username, nickname, last name, email với password, xong rồi các bạn có thể click vào cái mục màu đỏ này để tạo tài khoản. Thì để cho nhanh thì các bạn nên sử dụng tài khoản Gmail của các bạn luôn. Thế đây mình sẽ sử dụng tài khoản Gmail để đăng nhập luôn nha. Thì sau khi các bạn đã đăng nhập thành công rồi thì các bạn hãy click vào tree plan palette ở phía dưới nè. Xong rồi khi đó các bạn có thể kéo xuống phía dưới, và ở phía dưới này thì nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái mẫu intro hoàn toàn miễn phí ở trong này. Thì đây như các bạn thấy thì nó sẽ có cái mục là tree ở phía dưới nè là miễn phí, còn những cái mục nào mà không có miễn phí thì nó sẽ không có cái chữ là free nè đó. Xong rồi các bạn có thể kéo xuống phía dưới để tìm cho mình một cái mẫu intro mà các bạn ưng ý. Thì ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn khoảng tầm 15 cái intro hoàn toàn miễn phí nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đoạn intro như vậy. Mình thấy cái đoạn intro này thường được rất là nhiều người sử dụng nè. Đây, đoạn intro này nè. Được rất là nhiều người sử dụng luôn. Đó, và bây giờ các bạn có thể hoàn toàn tạo cho mình một cái đoạn intro như vậy mà không cần bất cứ một phần mềm nào. Và khi các bạn đã chọn được cái mẫu intro mà các bạn muốn tạo rồi, xong rồi các bạn hãy kéo xuống phía dưới. Các bạn kéo xuống phía dưới và các bạn hãy tích chọn vào Customize Now ở phía dưới này. Và tùy tùy cái mẫu intro, thì nó yêu cầu các bạn là sử dụng cài đặt khác nhau. Tuy nhiên với cái mẫu intro này thì ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái cần thiết nhất để cho các bạn nhập. Ví dụ color là màu, thì ở đây các bạn tích chọn vào và các bạn hãy chọn một màu. Và ở trong cái phần này thì nó sẽ có những cái màu để cho các bạn chọn, như là blue là màu xanh, green là màu xanh lá cây, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu tím, màu hồng, hoặc màu vàng. Đó, thì nó sẽ có những cái mục cho các bạn tùy chọn ở đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn là màu đỏ đi. Xong rồi ở top line đó thì các bạn sẽ có cái mục, khi đó các bạn có thể xem được cái mục review ở đây luôn nè, đó màu đỏ nè. Và ở phần top line là chữ thì mình sẽ đặt tên của nó là Mê Thủ Thuật đi. Và ở dưới thì mình sẽ ghi là kênh công nghệ. Ok.
Như vậy là các bạn đã tùy chỉnh được một vài thứ xong rồi. Và ở phía dưới này thì nó sẽ có cái mục và nếu tùy vào cái mẫu intro thì nó sẽ có cái mục đó chính là thêm hình ảnh, thêm logo nữa. Tuy nhiên cái intro này của mình thì nó không có cái mục thêm logo, chính vì vậy mà mình bỏ qua bước này. Khi đó các bạn có thể kéo xuống phía dưới và khi các bạn thấy cái mục Add Audio thì ở đây các bạn có thể là thay đổi được âm thanh. Các bạn tích chọn vào để thêm file âm thanh vào. Nếu như các bạn đã có file âm thanh trên điện thoại của các bạn rồi thì các bạn có thể thêm vào. Hoặc nếu không có thì các bạn có thể là sử dụng cái âm thanh có trên cái trang web này luôn. Nó có rất là nhiều file âm thanh nha. Đây mình sẽ cho các bạn nghe thử. Và khi các bạn đã chọn được cái file âm thanh mà các bạn đã ưng ý rồi thì các bạn hãy click vào True. Đó, như vậy là các bạn đã thêm được file âm thanh. Và ở phía dưới này thì nó sẽ cho phép các bạn là chọn được kích thước của cái video intro của các bạn. Thế đây thì nó sẽ có hai cái định dạng kích thước, một là 360, hai là 720. Thì các bạn có thể chọn kích thước theo đúng theo cái nhu cầu của các bạn nha. Xong rồi các bạn hãy click vào Create Review ở phía dưới. Ok, sau rồi các bạn click vào View My Review. Ok, và ở cái bước này thì các bạn hãy kéo xuống phía dưới. Khi đó nó sẽ tự động tải ra và tự động xử lý cho các bạn cái mẫu intro mà các bạn đã tạo. Thì ở phía dưới này mình cũng đã từng tạo rất là nhiều intro nè. Đó, tuy nhiên cái mẫu này là cái mẫu mà mình vừa mới tạo nè. Thì ở đây các bạn có thể mở lên và xem thử cái mẫu intro mà các bạn vừa mới tạo luôn nha. Đó, mê thủ thuật. Đây mình sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn. Mê thủ thuật nè, kênh công nghệ nè. Đó, thì rất là nhanh phải không nào. Như vậy là các bạn đã tạo được cho mình một cái mẫu intro khá là đơn giản và khá là nhanh. Đó, thì nếu như các bạn thấy ưng ý rồi thì các bạn có thể tải cái mẫu intro này về để sử dụng. Còn nếu như các bạn chưa thấy ưng ý thì các bạn có thể tích chọn vào cái mục Add ở phía dưới nè, Edit ở phía dưới để có thể chỉnh sửa lại cái mẫu intro của các bạn. Còn nếu như các bạn đã thấy ưng ý rồi thì các bạn hãy tải về, các bạn hãy tích chọn vào cái video nè. Khi đó nó sẽ có một cái dấu ba chấm ở góc phía bên tay phải ở trong video đây, các bạn tích chọn vào. Thì nó sẽ có cái chữ là tải xuống ở đây. Các bạn tích chọn vào tải xuống để tải cái video intro này về. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Và mình đã tải xong rồi. Ok. Và sau khi các bạn tải xong rồi thì các bạn có thể thoát ra. Các bạn thoát ra và các bạn hãy vào trong cái phần thư viện trên điện thoại. Và các bạn hãy mở cái đoạn intro của bạn lên. Đó. Thì như vậy là các bạn đã có được cái mẫu intro riêng cho kênh YouTube của các bạn. Hoặc là kênh thương hiệu của các bạn. Nó rất là đơn giản và rất là nhanh. Bằng cái phương pháp online này, không cần phải bất cứ một cái phần mềm nào cả. Đó. Thì nếu như các bạn thích thì các bạn có thể sử dụng cái cách này của mình để có thể tạo ra intro cho chính kênh YouTube của các bạn. Ok, thì đến đây mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh Mê Thủ Thuật của mình để có thể theo dõi nhiều video mới từ kênh của mình nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào tạm biệt các bạn.